Chào các bạn, hôm nay Văn Nghĩa xin giới thiệu các bạn chiếc đồng hồ để bàn mang thương hiệu Hemmler, nhập nguyên chiếc từ nước Đức. Thương hiệu này khá là nổi tiếng với dòng máy FHS của Đức. Chiều ngang của chiếc này là 60 cm, chiều cao là 22 cm, mặt kính mo lồi 18 cm. Sau đây mời các bạn nghe video âm thanh của chiếc này. Video âm thanh đồng hồ Hemmler 5 gông 5 búa đánh một bài Westminster. Chiếc thùng gỗ thịt có vân gỗ rất là đẹp. Đây là vân gỗ của chiếc thùng. Đây là phía trên. Chiếc thùng rất là lành lặn, không sức bể. Nếu các bạn cần thêm hình ảnh và thông tin chi tiết về chiếc này, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0909 995 344 để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.